Chào mừng các bạn đã đến với Nhi Lê Audiobook tập 2. Tình yêu, tình dục. Về tác giả, Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân mà còn là tấm gương cho con gái. Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam năm 18 tuổi trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư. Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau Universe Studio Singapore, Chanel, Shy. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học, Nhi buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Không để những trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản, cô vẫn song sáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình. Lấy chồng và sang Singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách. Sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn, Nhi bắt đầu đầu tư vào bản thân. Hiện tại cô là nhà đầu tư, huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo. Không dừng lại ở đó, Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam và đồng thời xây dựng quỹ Nhi Lê Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhỡ hơn nữa. Lời mở đầu, bạn đang trong tuổi dậy thì, độ tuổi lúng túng và tò mò khi nhắc đến tình yêu. Bạn đang không biết đâu là dấu hiệu cho biết rằng bạn đã sẵn sàng để yêu. Bạn không biết thế nào là yêu đúng. Bạn không hiểu vì sao tình yêu lại cần tình dục. Tất cả câu trả lời đều nằm ở quyển sách này. Không sai, quyển sách này có lẽ giúp cho các bạn trẻ không may mắn, chưa có cơ hội đụng chạm tới tình yêu, khám phá ra sự thật về tình yêu. Đây là những điều mà bạn cần biết để có thể tự bảo vệ bản thân cũng như hạnh phúc mà bạn mong muốn. Và nếu bạn đã không còn ở tuổi gà bông để đọc quyển sách này, đừng lo lắng, bạn vẫn có thể học yêu đúng cách. Và nếu bạn đọc quyển sách này và chịu cho bản thân mình một cơ hội yêu lại từ đầu, ai cũng từng yêu sai. Chắc hẳn nỗi trăn trở lớn nhất của những bạn mới chập chững bước vào một mối quan hệ tình cảm là không biết nửa kia của mình có yêu mình thật lòng hay không, hay chỉ mưu cầu tình dục từ mình. Và tại sao ai cũng đã và đang hay từng yêu sai người? Bạn không đọc sai đâu, và bạn biết đấy, bạn không cô đơn. Bạn không phải là người duy nhất trên thế giới này có vấn đề khi yêu đương. Ai cũng đã từng yêu sai người, sai cách và chịu đau khổ ít nhất một lần khi yêu. Ai cũng từng cho rằng yêu đương là một cái gì đó ngọt ngào và hạnh phúc lắm, nhưng cuối cùng nó chỉ kết thúc và để lại những nỗi đau đớn tột cùng. Con người chúng ta được sinh ra với vô vàn cảm xúc bên trong. Không thể nào cả một đời này ta chỉ vui vẻ thôi được, mà phải trải qua những cảm giác buồn bã, đau đớn, khổ tâm. Tình yêu cũng thế. Tình yêu xuất hiện do cảm xúc của con người tạo nên. Bởi thế mà tình yêu không thể nào chỉ có một màu hồng, mà phải tồn tại những khoảng đen, trắng, xám khác. Việc của chúng ta cần làm là học cách tiếp tục sống với nó mà thôi. Nếu bạn chỉ đang đọc quyển sách này để tham khảo, học hỏi và hiện chưa có người yêu, hãy thử quan sát bố mẹ của bạn nhé. Người mà bạn chọn làm người yêu trong tương lai nên là người có những tính cách, biểu hiện của bố mẹ khi thể hiện tình yêu dành cho nhau. Nếu bạn hiện đang có người yêu rồi, cùng phá xem những kiến thức trong đây có giống với thực tế không? Và liệu chúng có giúp ích được gì cho bạn không nhé? Và nếu bạn đã yêu rồi mà lại yêu sai, hãy để bản thân được chậm lại, đọc quyển sách này và nghiền ngẫm một lần nữa, xem vấn đề mà bạn đang mắc phải đang nằm ở đâu, để biết được rằng đối phương đúng là nửa kia của mình. Hãy quan sát và nhận xét những điểm tương đồng giữa người yêu bạn với cha mẹ bạn. Nếu bạn là nữ, hãy so sánh nét tương đồng giữa cha bạn và bạn trai bạn. Ngược lại, nếu bạn là nam, hãy so sánh nét tương đồng giữa mẹ bạn và bạn gái bạn. Tiếp đến, liệt kê những điểm tương đồng đấy. Người ấy chính xác là một nửa của bạn khi hơn 80% tính cách của người yêu bạn giống bố mẹ bạn đấy. Để học cách yêu, hãy so sánh và ghi ra điểm tương đồng trong cách yêu người yêu của bạn với cách cha mẹ bạn yêu thương người bạn đời của mình. Nếu bạn là nam, hãy ghi ra những hành động giống và khác giữa bạn hoặc cha bạn khi yêu thương nửa kia. Nếu bạn là nữ thì cũng hãy ghi ra những điều mà bạn học được, cách yêu, tính cách từ người phụ nữ gần bạn nhất, để có thể trở thành người phụ nữ được yêu thương như ngày hôm nay. Dù cho điều bạn sắp viết ra là tốt hay xấu, cũng hãy mạnh dạn viết ra nhé. Câu trả lời chính xác nhất sẽ xuất hiện. Việc yêu ai và làm khi đang yêu đều là vô thức. Cuốn sách này chỉ muốn nói về tình yêu và tình dục. Để hiểu rõ hơn về vô thức, hãy xem những video dạy về nó ở trên mạng hoặc ta bàn về nó ở những cuốn sách khác. Cách nhanh hơn là tìm những video tại các trang mạng xã hội của Nhi Lê Lycott để cập nhật cho mình kiến thức này nhanh nhất. Ta đặt vấn đề,
Giờ đây, bạn đã biết được việc bạn yêu ai là do cách bạn chọn người, từ vốn kiến thức cá nhân và ảnh hưởng của những mẫu người đàn ông, phụ nữ xung quanh bạn. Vậy cách giải quyết của bạn là gì? Đây có thể là một dòng thừa thải, nhưng xin thưa, cách giải quyết nhanh gọn và đơn giản nhất chính là tự học. Tự học để sửa lại chính cái hệ thống niềm tin của bạn. Vô thức là một hệ thống niềm tin hay hình mẫu, chuẩn mực được xây dựng trên thói quen cũng như sự thoải mái, thân thuộc mà bạn không hề nhận thức được nó. Ví dụ, khi bạn mới tập đánh răng, bạn nhận thức được những việc bạn cần làm là nặn kem ra bàn chải, đưa bàn chải lên răng và đánh theo vòng tròn cho sạch. Bạn cứ làm vậy trong suốt 20 năm mà không cần phải ghi nhớ từng bước nữa. Giờ đây, bạn có thể vừa đánh răng và vừa nghĩ đến chuyện sáng nay mình nên ăn gì, mấy giờ mình đi làm, ai đón con chiều nay. Và đó được gọi là hành động vô thức, làm nhưng không hề để tâm vào việc mình đang làm nữa. Vậy tình yêu là gì? Liệu tình yêu có phải là những gì bạn thấy trên màn ảnh? Liệu tình yêu có phải là cái lấy đi bao nhiêu nước mắt và mất khăn giấy của bạn khi xem những bộ phim ủy mị, ướt át? Nếu bạn nghĩ như thế, xóa bỏ chúng khỏi đầu ngay lập tức và mở lòng để đón nhận kiến thức đúng sắp tới về tình yêu. Trên thế giới, các nhà khoa học và tâm lý học đã tìm ra được sự thật về tình yêu để giúp con người bớt đau khổ và u mê. Thật tiếc khi phải nói với bạn rằng những kiến thức về tình yêu mà bạn biết bấy lâu chỉ là một trong bốn loại tình yêu mà thôi. Và bốn loại tình yêu đó chính là tình yêu có sự thân mật về thể xác, hay còn gọi là tình yêu lãng mạn, Eros Romantic Love, tình yêu trong gia đình hay còn gọi là tình yêu đồng cảm, Storm Empathy Bond, tình yêu giữa bạn bè hay còn gọi là tình yêu gắn kết, Philia Fan Bond, tình yêu nhân loại hay còn gọi là tình yêu vô điều kiện, Again Unconditional Love, Eros, tình yêu lãng mạn. Đa phần mọi người và cả kể bạn là lần đầu tiên biết được có tận nhiều hơn một loại tình yêu tồn tại. Tình yêu lãng mạn là tình yêu có sự hấp dẫn của thể xác dẫn đến tình dục, lại là tình yêu thấp nhất và nhanh kết thúc nhất. Bởi đó là tình cảm bắt đầu từ sự xuất hiện của hormone. Cuộc tình này kéo dài ngắn nhất là 9 tháng và dài nhất là 3 năm. Dù có trốn tránh hiện thực thế nào thì bạn vẫn phải chấp nhận vì dữ liệu và con số không bao giờ nói dối. Và điều đó dẫn đến số lượng người chia tay, ly thân và thậm chí là ly hôn ngày càng tăng cao, bởi chính sự ngộ nhận từ tình yêu lãng mạn nảy thành tình yêu vĩnh cửu. Thậm chí những người đã có kiến thức nền tảng về tình yêu cũng rất dễ rơi vào cái bẫy này. Khi bạn thật sự rơi vào lưới tình xuất phát từ tình dục, nó làm cho bạn đạt được khoái lạc mà từ lâu bạn đã không có hoặc đánh mất. Từ đó bạn có thể quên đi hết những đau đớn, mệt mỏi từ thế giới xô bồ ngoài kia. Dần dà, vì chìm đắm trong khoái lạc đó quá lâu khiến bạn lầm tưởng đó là tình yêu. Vậy làm sao để nhận biết được nửa kia ở bên bạn là vì tình yêu đúng nghĩa hay chỉ vì tình dục? Hãy tự hỏi bản thân bạn rằng, ngoài chuyện có thể hòa hợp trên giường, thì đâu là những điều mà cả hai thích làm cùng nhau? Nếu không có một điều nào thì mối quan hệ của bạn đang trong trạng thái báo động đỏ. Chẳng hạn như cả hai người có đều thích ăn chay không? Hay bạn thích ăn chay nhưng nửa kia lại thích ăn mặn? Bạn thích được ở nhà thư giãn, nhưng nửa kia lại là người hướng ngoại và thích đi ra ngoài. Bạn thích đọc sách để nâng cao bản thân như cách bạn đang tìm hiểu về những kiến thức này, nhưng nửa kia thì ngược lại, một chút cũng không hề hứng thú. Những ví dụ trên là những lá cờ đỏ cho thấy hai bạn đang ở với nhau ngắn hạn vì tình dục quá hợp, chứ chẳng muốn gắn bó lâu dài vì với nhau. Hãy tiếp tục sử dụng trực giác và tư duy bản thân để phân tích mối quan hệ của bạn. Đừng dựa dẫm vào mối cảm xúc và sử dụng cảm xúc để lý luận cho hành vi của cả hai. Store, tình yêu đồng cảm. Trong tình yêu này, bạn không nhất thiết phải là người cùng máu mủ hay ruột thịt với đối phương. Cũng giống như việc dù bạn là cháu ruột hay cháu nuôi, dù cho ông bà của bạn đã ngày một già yếu đi, da nhăn nheo, đôi mắt nhuộm những đường chân chim, thì bạn cũng không ngăn được bản thân mà muốn ôm và hôn ông bà của mình. Hiểu theo một cách khác, nó cũng có thể gọi là tình yêu được phát triển từ tình yêu lãng mạn của hai người sau 3 năm kết thúc tình yêu tình dục. Giờ đây, họ lại gắn bó với nhau thành gia đình. Dù người Việt Nam mình gọi đó là thương, nhưng để nói cho đúng thì nó vẫn gọi là tình yêu. Đây là loại tình yêu mà dù người mà bạn thương yêu có đau ốm, bệnh tật hay già nua, xấu xí thì bạn vẫn ở bên động viên, an ủi, chăm sóc. Đây là loại tình yêu mà đôi khi có xen lẫn chút ích kỷ, vì họ thường coi đối phương là vật chiếm hữu. Chẳng hạn như những người mẹ, người cha thường sợ mất con, hay con cái lo sợ mất cha mẹ nếu họ ly hôn.
hoặc có nhiều đứa cháu trở nên ganh tị khi ông bà mình yêu thương, cưng chiều ai đó hơn. Hay ngược lại, ông bà cưng cháu quá mức và muốn chăm cháu theo ý của mình. Tình yêu trong gia đình là thứ vô cùng quan trọng giúp hai người trong cuộc giữ lại cuộc hôn nhân. Nhất là khi hai người không còn hứng thú với thể xác của nhau nữa. Thế nhưng nó cũng có mặt trái và làm cho con người ta chết dần phần con bên trong. Đặc biệt là khi họ không còn có đủ kiến thức để hiểu được rằng bản năng đó bị lái bởi hormone nam và nữ của họ. Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều người vẫn ngoại tình mặc dù còn yêu thương vợ, chồng của mình rất nhiều. Khi đã được chạm đến kiến thức này, cho dù bạn đã trải qua những việc không hay như vậy rồi, thì giờ đây bạn có thể hiểu hơn nguyên nhân tại sao xung quanh bạn có nhiều sự việc trớ trêu như vậy. Thông qua kiến thức này, bạn cũng không còn đánh giá người khác nữa. Quan trọng là bạn sẽ bắt đầu hiểu và yêu đúng cách hơn. Tình yêu thương gia đình cũng giúp cho chúng ta có động lực để đi lao động, kiếm tiền về chăm sóc cho những người thân. Nếu bạn hỏi những người xung quanh về lý do họ đi làm chăm chỉ mỗi ngày là gì, thì chắc hẳn câu trả lời phần lớn là để cho tài chính của bản thân vững chãi và có thể chăm lo đầy đủ cho gia đình. Người Việt Nam chúng ta có văn hóa gia đình rất cao, nên điều này lại càng là động lực mạnh mẽ để ta có lý do thức dậy mỗi sáng và chăm chỉ làm việc. Và tình yêu này là tình yêu tồn tại mãi mãi cho đến khi bạn chết đi. Miễn là người thân bạn đã có khoảng thời gian hạnh phúc với bạn thì bạn mãi tồn tại trong tim họ. Phila, tình yêu gắn kết. Đây lại là tình yêu mà nhiều người không hề nghĩ nó có tồn tại. Đây là tình yêu giữa bạn, những người bạn thân thiết của mình. Họ là những người bạn cực thân và đôi khi bạn còn xem họ như là người trong gia đình. Họ còn là người chăm sóc, lo lắng nếu bạn xảy ra bất cứ chuyện gì. Họ còn giúp bạn giữ những bí mật thầm kín mà bạn không thể kể với gia đình. Loại tình yêu này có thể xây dựng dựa trên tình cảm của những cặp bạn, dù là nam với nam hay nữ với nữ. Với các chàng trai, tình yêu này mãnh liệt nhất khi họ cùng trên một chiến tuyến và cùng đối mặt với giây phút sinh tử. Tương tự với các cô nàng cũng vậy, tình yêu này dần mạnh hơn khi cả hai người cần phải bảo vệ nhau khi một ai đó cố tình ăn hiếp đối phương. Tình yêu này rất hiếm khi được mấy ai nói thành lời, vì chúng không được xã hội nhắc đến nhiều. Nhưng bây giờ bạn đã có thể bắt đầu dùng nó. Sau cuốn sách này, bạn sẽ hiểu được rằng bạn hay bạn thân của bạn đều là những đối tượng nằm trong tình yêu thương chân chính mà các nhà tâm lý học đã giải thích. Tình yêu thương bạn bè này cũng như những nhóm tình cảm khác, bạn cần thời gian để duy trì, chăm sóc và quan tâm đến những người bạn của mình. Có những chuyện bạn không thể tâm sự hay chia sẻ với gia đình hay bạn đời, thì đây là mối quan hệ tốt để bạn làm những điều đó. Có những chuyện bạn cần một người cùng chung hứng thú, có thể thoải mái giải tỏa, tâm sự, cùng được lắng nghe và thấu hiểu. Đây cũng là một loại tình yêu thương đặc biệt thiêng liêng, đến nỗi dù không hề gặp 5 năm, nhưng khi lặp lại thì vẫn như chưa hề có cuộc chia cách. Agape, tình yêu vô điều kiện. Đây cũng là một trong những tình yêu quan trọng trong đời bạn. Nếu bạn không có đạo giáo thì nó vẫn tồn tại ở đó theo mặt tâm linh. Bạn có tin rằng ông bà bạn qua đời nhưng vẫn dõi theo bạn? Bạn có tin vào vận may hay những lần được cứu trong lần tai nạn xém mất mạng? Tình yêu này luôn tồn tại trong bạn. Đa số nó được kích hoạt khi con người ta trải đời nhiều hơn và chấp nhận để khiêm tốn và biết ơn nhiều hơn đến vũ trụ. Tình yêu thương này là tình yêu thương đến tất cả mọi thứ, cây cỏ, chim chóc, con người hay con vật. Người phạm tội hay người bình thường, tất cả đều được yêu thương như nhau. Chủ đề này không phải là chủ đề được đào sâu trong cuốn sách này, vì chủ đề này đã được rất nhiều cuốn sách về đạo giáo dạy cho bạn. Nếu bạn thật sự hứng thú, hãy tìm đọc những cuốn sách liên quan đến tình yêu này. Cuốn sách này chỉ giúp cho bạn nhìn rõ hơn về hai chữ tình yêu mà bao lâu nay bạn đã hiểu sai hoặc chưa hề được ai giới thiệu cho bạn. Lời kết. Bây giờ bạn đã hiểu đúng khái niệm cơ bản của 4 loại tình yêu. Yêu đúng và hiểu đúng về tình yêu là những bước tiền đề nhỏ đầu tiên cho bản thân bạn bước vào đời một cách tự tin hơn. Tình yêu gia đình hay đôi lứa, tình yêu đồng đội hay tình yêu với vũ trụ và nhân loại đều là những tình yêu đẹp mà bạn nên hiểu sâu xa hơn. Để bản thân không bị cuốn theo những kịch tính, cảm xúc từ những lộn xộn xô bồ ngoài kia, hãy đọc và hiểu từng câu chữ trong quyển sách này và thực hành, và rồi sự khác biệt xuất hiện ngay những lúc bạn không ngờ đến nhất. Tình yêu, tình dục. Đây là một sách tâm huyết của Nhi dành tặng những bạn đã và đang theo dõi, ủng hộ và trân quý những điều Nhi làm, những người đã đồng hành cùng Nhi trong chuyến hành trình mà Nhi biết là không hề dễ đi. Nội dung sách là toàn bộ những kinh nghiệm, kiến thức Nhi được đọc và đã thực hành để được những điều hiện tại. Chân thành cảm ơn các bạn.
Chào mừng các bạn đã đến với Nhi Lê Audiobook tập 2, Tình yêu tình dục. Về tác giả, Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân mà còn là tấm gương cho con gái. Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam năm 18 tuổi trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư. Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau: Universal Studio Singapore, Chanel, Zion. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử thời đi học, Nhi buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Không để những trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản, cô vẫn song sáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình. Lấy chồng và sang Singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách. Sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn, Nhi bắt đầu đầu tư vào bản thân. Hiện tại cô là nhà đầu tư, huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo. Không dừng ở đó, Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam và đồng thời xây dựng quỹ Nhi Lê Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhỡ hơn nữa. Lời mở đầu, bạn đang trong tuổi dậy thì, độ tuổi lúng túng tò mò khi nhắc đến tình yêu. Bạn đang không biết đâu là dấu hiệu cho biết rằng bạn đã sẵn sàng để yêu. Bạn không biết thế nào là yêu đúng. Bạn không hiểu vì sao tình yêu lại cần tình dục. Tất cả câu trả lời đều nằm ở cuốn sách này. Không sai, cuốn sách này có thể giúp cho các bạn trẻ không may mắn chưa có cơ hội đụng chạm với tình yêu và khám phá ra sự thật về tình yêu. Đây là những điều mà bạn cần biết để có thể tự bảo vệ bản thân cũng như là hạnh phúc mà bạn đang mong muốn có. Và nếu bạn đã không còn ở tuổi gà bông để đọc cuốn sách này, đừng lo lắng, bạn có thể học cách yêu đúng nếu bạn đọc cuốn sách này và chịu cho bản thân mình cơ hội yêu lại từ đầu. Ai cũng đã từng yêu sai. Chắc hẳn nỗi trăn trở lớn nhất của những bạn mới chập chững bước vào một mối quan hệ tình cảm là không biết nửa kia của mình có yêu mình thật lòng hay không, hay chỉ mưu cầu tình dục từ mình. Và tại sao ai cũng đã và đang hay từng yêu sai người. Bạn không đọc sai đâu, và bạn biết đấy, bạn không cô đơn. Bạn không phải là người duy nhất trên thế giới này có vấn đề khi yêu đương. Ai cũng đã từng yêu sai người, sai cách và chịu đau khổ ít nhất một lần khi yêu. Ai cũng từng cho rằng yêu đương là một cái gì đó ngọt ngào và hạnh phúc lắm, nhưng cuối cùng nó chỉ kết thúc và để lại những nỗi đau đớn tột cùng. Con người chúng ta được sinh ra với vô vàn cảm xúc bên trong. Không thể nào cả một đời này ta chỉ vui vẻ được thôi, mà phải trải qua những cảm giác buồn bã, đau đớn, khổ tâm. Tình yêu cũng thế. Tình yêu xuất hiện do cảm xúc con người tạo nên. Bởi thế mà tình yêu không thể nào chỉ có màu hồng, mà tồn tại những khoảng đen, trắng, xám khác. Việc của chúng ta cần làm là học cách tiếp tục sống với nó mà thôi. Nếu bạn chỉ đang đọc cuốn sách này để tham khảo, học hỏi và hiện chưa có người yêu, hãy thử quan sát bố mẹ bạn, người mà bạn chọn làm người yêu trong tương lai. Nên là người có những tính cách biểu hiện của bố mẹ khi thể hiện tình yêu dành cho nhau. Nếu bạn hiện đang có người yêu rồi, cũng khám phá xem những kiến thức trong đây có giống với thực tế không và liệu chúng có giúp ích được gì cho bạn không nhé. Và nếu bạn đã yêu rồi mà lại yêu sai, hãy để cho bản thân mình được chậm lại, đọc cuốn sách này và nghiền ngẫm một lần nữa xem vấn đề mà bạn đang mắc phải đang nằm ở đâu. Để biết được rằng đối phương đúng là nửa kia của mình, hãy quan sát và nhận xét những điểm tương đồng giữa người yêu bạn và cha mẹ bạn. Nếu bạn là nữ, hãy so sánh nét tương đồng giữa cha bạn và bạn trai bạn. Ngược lại, nếu bạn là nam, hãy so sánh nét tương đồng giữa mẹ bạn và bạn gái bạn. Tiếp đến, liệt kê những điểm tương đồng đấy. Người ấy chính xác là một nửa kia của bạn, khi hơn 80% tính cách của người yêu bạn giống bố mẹ bạn đấy.
Để học cách yêu, hãy so sánh và ghi ra điểm tương đồng trong cách yêu người yêu của bạn với cách cha mẹ bạn yêu thương người bạn đời của mình. Nếu bạn là nam, hãy ghi ra những hành động giống và khác giữa bạn và cha bạn khi yêu người kia. Và nếu bạn là nữ thì hãy ghi những điều mà bạn học được, cách yêu tính cách từ người phụ nữ gần bạn nhất để có thể trở thành người phụ nữ được yêu thương như ngày hôm nay. Dù cho điều bạn sắp viết ra là tốt hay xấu, cũng hãy mạnh dạn viết ra nhé. Câu trả lời chính xác nhất sẽ xuất hiện. Việc yêu ai và làm khi đang yêu đều là vô thức. Cuốn sách này chỉ muốn nói đến tình yêu và tình dục. Để hiểu rõ hơn về vô thức, hãy xem những video dạy về nó ở trên mạng hoặc ta bàn về nó ở một cuốn sách khác. Cách nhanh hơn để tìm là tìm những video tại trang mạng xã hội của Nhi Lê Life Coach để cập nhật cho mình những kiến thức này nhanh nhất. Ta đặt vấn đề: giờ đây bạn đã biết việc bạn yêu ai là do cách bạn chọn người từ vốn kiến thức cá nhân và từ ảnh hưởng của những mẫu người đàn ông và phụ nữ xung quanh. Vậy cách giải quyết của bạn là gì? Đây có thể là một dòng thừa thãi nhưng xin thưa, cách giải quyết nhanh gọn và đơn giản nhất chính là tự học. Tự học để sửa lại chính cái hệ thống niềm tin của bạn. Vậy tình yêu là gì? Liệu tình yêu có phải là những gì bạn thấy trên màn ảnh? Liệu tình yêu có phải là cái lấy đi bao nước mắt và mớ khăn giấy của bạn khi xem những bộ phim ủy mị ướt át? Nếu bạn nghĩ như thế, xóa bỏ chúng ra khỏi đầu ngay lập tức và mở lòng để đón nhận những kiến thức sắp tới về tình yêu. Trên thế giới, các nhà khoa học và tâm lý học đã tìm ra được sự thật về tình yêu để giúp con người bớt đau khổ và u mê. Thật tiếc khi phải nói với bạn là rằng những kiến thức về tình yêu mà bạn biết bấy lâu nay chỉ là một trong bốn loại tình yêu mà thôi. Và bốn loại tình yêu đó chính là tình yêu có sự thân mật về thể xác, hay còn gọi là tình yêu lãng mạn, Eros Romantic Love, tình yêu trong gia đình, hay còn gọi là tình yêu đồng cảm, Storge, Empathy Bond, tình yêu giữa bạn bè, hay còn gọi là tình yêu gắn kết, Philia Friend Bond, tình yêu nhân loại, hay còn gọi là tình yêu vô điều kiện, Agape, Unconditional God Love, Eros, tình yêu lãng mạn. Đa phần mọi người và kể cả bạn là lần đầu tiên được biết đến có nhiều hơn tận một loại tình yêu tồn tại. Tình yêu lãng mạn, loại tình yêu có sự hấp dẫn của thể xác dẫn đến tình dục, lại là tình yêu thấp nhất và nhanh kết thúc nhất, bởi đó là tình cảm bắt đầu từ sự xuất hiện của hormone. Cuộc tình này kéo dài ngắn nhất là 9 tháng và dài nhất là 3 năm. Dù có trốn tránh hiện thực thế nào thì bạn cũng phải chấp nhận, vì dữ liệu và con số thì không bao giờ nói dối. Và điều đó dẫn đến số lượng người chia tay, ly thân và thậm chí là ly hôn ngày càng tăng cao, bởi chính sự ngộ nhận từ tình yêu lãng mạn này thành tình yêu vĩnh cửu. Thậm chí có những người đã có kiến thức nền tảng về tình yêu cũng rất dễ rơi vào cái bẫy này. Khi bạn thực sự rơi vào lưới thủy xuất phát từ tình dục, nó làm cho bạn đạt được khoái lạc mà từ lâu bạn không có hoặc đánh mất. Từ đó bạn có thể quên đi những đau đớn, mệt mỏi từ thế giới xô bồ ngoài kia. Dần ra, việc chìm đắm trong khoái lạc đó quá lâu khiến cho bạn lầm tưởng đó là tình yêu. Vậy làm sao để có thể nhận biết được nửa kia của bạn ở bên bạn là vì tình yêu hay đúng nghĩa chỉ là vì tình dục? Hãy tự hỏi bản thân rằng ngoài chuyện có thể hòa hợp trên giường thì đâu là những điều mà cả hai thích làm cùng nhau? Nếu không có một điều nào thì mối quan hệ của cả hai bạn đang trong trạng thái báo động đó. Chẳng hạn như cả hai đều thích ăn chay, hay bạn thích ăn chay nhưng nửa kia lại thích ăn mặn. Bạn thích được ở nhà thư giãn nhưng nửa kia lại là người hướng ngoại và thích đi ra ngoài. Bạn thích đọc sách để nâng cao bản thân như cách mà bạn đang tìm hiểu về những kiến thức này, nhưng nửa kia thì ngược lại, một chút cũng không hề hứng thú. Những ví dụ trên là những lá cờ đỏ cho thấy hai bạn đang ở với nhau ngắn hạn vì tình dục quá hợp, chứ chẳng muốn gắn bó lâu dài vì nhau.
Hãy tiếp tục sử dụng trực giác và tư duy của bản thân và phân tích mối quan hệ của bạn. Đừng dựa dẫm vào mỗi cảm xúc và sử dụng cảm xúc để lý luận cho hành vi của cả hai. Storage. Tình yêu đồng cảm. Loại tình yêu này bạn không nhất thiết phải là người cùng máu mủ hay ruột thịt với đối phương. Cũng giống như việc dù bạn là cháu ruột hay cháu nuôi, dù cho ông bà của bạn đã một ngày già yếu đi, nhăn nheo, đôi mắt nhuộm những đường chân chim, thì bạn cũng không ngăn cản được bản thân mình mà muốn ôm và hôn ông bà của mình. Hiểu theo một cách khác, nó cũng có thể là tình yêu được phát triển từ tình yêu lãng mạn của hai người sau 3 năm kết thúc tình yêu tình dục. Giờ đây họ lại gắn bó với nhau thành gia đình. Dù người Việt Nam mình gọi đó là thương, nhưng để nói cho đúng thì nó vẫn là tình yêu. Đây là một loại tình yêu dù người mà bạn thương yêu có ốm đau, bệnh tật hay già nua, xấu xí thì bạn vẫn ở bên động viên, an ủi và chăm sóc. Đây là loại tình yêu mà đôi khi có thể xen lẫn chút ích kỷ vì họ chỉ thường coi đối phương là vật chiếm hữu. Chẳng hạn như những người mẹ người cha thường sợ mất con, hay con cái lo sợ mất cha mẹ nếu họ ly hôn. Hoặc có nhiều đứa cháu trở nên ganh tị khi ông bà yêu thương, cưng chiều ai đó hơn. Hay ngược lại, ông bà cưng chiều cháu quá mức và muốn cháu theo ý của mình. Tình yêu thương gia đình là thứ vô cùng quan trọng giúp hai người trong cuộc giữ được cuộc hôn nhân, nhất là khi hai người không còn hứng thú về thể xác của nhau nữa. Thế nhưng nó cũng là mặt trái làm cho con người ta chết dần phần con bên trong, đặc biệt là khi họ không còn đủ kiến thức để hiểu được rằng bản năng đó bị lái bởi hormone nam và nữ của họ. Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều người vẫn hoại tình mặc dù còn yêu thương vợ, chồng của mình rất nhiều. Khi đã được chạm vào đến kiến thức này, dù bạn đã trải qua những việc không hay như vậy, thì giờ đây bạn cũng có thể hiểu hơn nguyên nhân tại sao xung quanh bạn có nhiều sự việc trớ trêu như vậy. Thông qua kiến thức này, bạn cũng không còn đánh giá người khác nữa, quan trọng là bạn sẽ bắt đầu hiểu và yêu đúng cách hơn. Tình yêu thương gia đình cũng giúp cho chúng ta có động lực để lao động, kiếm tiền và chăm sóc cho người thân. Nếu bạn hỏi những người xung quanh về lý do họ đi làm chăm chỉ mỗi ngày là gì, thì chắc hẳn câu trả lời phần lớn là để cho tài chính của bản thân vững chãi và có thể chăm lo đầy đủ cho gia đình. Người Việt Nam chúng ta có văn hóa gia đình rất là cao, nên điều này lại càng động lực mạnh mẽ để ta có lý do thức dậy vào mỗi sáng và chăm chỉ làm việc. Và tình yêu này là tình yêu tồn tại mãi mãi cho đến khi chết. Miễn là người thân của bạn đã có khoảng thời gian hạnh phúc với bạn thì mãi mãi tồn tại trong tim họ. Philia, tình yêu gắn kết. Đây lại là tình yêu mà nhiều người không hề nghĩ nó tồn tại. Đây là tình yêu giữa bạn, những người bạn thân thiết của mình. Họ là những người bạn cực kỳ thân và đôi khi bạn còn xem họ như người trong gia đình. Họ còn là người chăm sóc, lo lắng nếu bạn xảy ra bất cứ chuyện gì. Họ còn giúp bạn giữ những bí mật thầm kín mà bạn không thể kể với gia đình. Loại tình yêu này có thể xây dựng dựa trên tình cảm của những cặp bạn, dù là nam nam hay nữ nữ. Với các chàng trai, tình yêu này mãnh liệt nhất là khi họ cùng trên một chiến tuyến và cùng đối mặt với giây phút sinh tử. Tương tự với các cô gái cũng vậy. Tình yêu này dần mạnh hơn khi cả hai cần phải bảo vệ nhau khi một ai đó cố tình ăn hiếp đối phương. Tình yêu này rất hiếm khi được mấy ai nói thành lời vì chúng không được xã hội nhắc đến nhiều. Nhưng bây giờ bạn đã có thể bắt đầu dùng nó. Sau cuốn sách này, bạn đã hiểu được rằng bạn hay bản thân của bạn đều là những đối tượng nằm trong tình yêu thương chân chính mà các nhà tâm lý đã giải thích. Tình yêu thương bạn bè này cũng giống như những nhóm tình cảm khác, bạn cần thời gian để duy trì, chăm sóc và quan tâm những người bạn của mình. Có những chuyện bạn không thể tâm sự hay chia sẻ với gia đình hay bạn đời, thì đây là mối quan hệ tốt để bạn làm những điều đó. Có những chuyện bạn cần một người cùng chung hứng thú, có thể thoải mái giải tỏa tâm sự, cùng được lắng nghe và thấu hiểu. Đây cũng là một loại tình yêu thương đặc biệt thiêng liêng, đến nỗi mà dù không hề gặp 5 năm, nhưng khi gặp lại thì vẫn như chưa hề có một cuộc chia cách. Agape, tình yêu vô điều kiện. Đây cũng là một trong những tình yêu quan trọng trong cuộc đời. Nếu bạn không có đạo giáo thì nó vẫn tồn tại ở đó và theo mặt tâm linh.
Bạn có tin rằng ông bà bạn qua đời nhưng họ vẫn theo dõi bạn? Bạn có tin vào vận may hay những lần được cứu trong lần tai nạn xé mất mạng? Tình yêu này luôn tồn tại trong bạn. Đa số nó được kích hoạt khi con người ta trải đời nhiều hơn và chấp nhận để được khiêm tốn và biết ơn nhiều hơn đến vũ trụ. Tình yêu thương này là tình yêu thương đến tất cả mọi thứ, kể cả chim chóc, con người hay con vật, người phạm tội hay người bình thường. Tất cả đều được yêu thương như nhau. Chủ đề này không phải là chủ đề được đào sâu trong cuốn sách này, vì chủ đề này đã được rất nhiều cuốn sách về giáo dục dạy cho các bạn. Nếu bạn thực sự hứng thú, hãy tìm đọc những cuốn sách liên quan đến tình yêu này. Cuốn sách này thì chỉ giúp bạn nhìn nhận rõ về hai chữ tình yêu mà bao lâu nay bạn đã hiểu sai hoặc chưa hề ai giới thiệu cho bạn. Lời kết. Bây giờ bạn đã hiểu đúng khái niệm cơ bản của bốn loại tình yêu. Yêu đúng và hiểu đúng về tình yêu là những bước tiền đề nhỏ đầu tiên cho bản thân bạn bước vào đời một cách tự tin hơn. Tình yêu gia đình hay đôi lứa, tình yêu đồng đội hay tình yêu với vũ trụ và nhân loại đều là những tình yêu đẹp mà bạn nên hiểu sâu xa hơn để bản thân không bị cuốn theo những kịch tính cảm xúc từ những lộn xộn xô bồ ngoài kia. Hãy đọc và hiểu sâu từng câu chữ trong cuốn sách này và thực hành. Rồi sự khác biệt xuất hiện ngay trong những lúc mà bạn không ngờ đến nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Nhi Lê Audiobook tập 2 Tình yêu, tình dục. Về tác giả, Nhi Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân mà còn là tấm gương cho con cái. Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam năm 18 tuổi trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư. Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau như là Universal Studios Singapore, Chanel, Shine. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi. Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và chăm sóc của cha mẹ do bạo lực học đường mà bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học. Nhi buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Không để những trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản, cô vẫn xông xáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình. Lấy chồng và sang Singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách. Sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn, Nhi bắt đầu đầu tư vào bản thân. Hiện tại cô là nhà đầu tư, huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo. Không dừng lại ở đó, Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam và đồng thời xây dựng quỹ Nhi Lê Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhỡ hơn nữa. Lời mở đầu, bạn đang ở trong tuổi dậy thì, độ tuổi lúng túng và tò mò khi nhắc đến tình yêu. Bạn đang không biết đâu là dấu hiệu cho biết rằng bạn đã sẵn sàng để yêu. Bạn không biết thế nào là yêu đúng. Bạn không hiểu vì sao tình yêu lại cần tình dục. Tất cả câu trả lời đều nằm ở quyển sách này. Không sai, quyển sách này có thể giúp cho các bạn trẻ không may mắn, chưa có cơ hội đụng chạm với tình yêu khám phá ra sự thật về tình yêu. Đây là những điều mà bạn cần biết để có thể tự bảo vệ bản thân cũng như hạnh phúc mà bạn mong muốn có. Và nếu bạn đã không còn ở tuổi gà bông để đọc quyển sách này, đừng lo lắng, bạn vẫn có thể học yêu đúng cách nếu bạn đọc quyển sách này và chịu cho bản thân mình một cơ hội để yêu lại từ đầu. Ai cũng từng yêu sai. Chắc hẳn nỗi chăn trở lớn nhất của các bạn mới chập chững bước vào một mối quan hệ tình cảm là không biết nửa kia của mình có yêu mình thật lòng hay không, hay chỉ mưu cầu tình dục từ mình. Và tại sao ai cũng đã và đang hoặc là từng yêu sai người. Bạn không đọc sai đâu và bạn biết đấy, bạn không cô đơn. Bạn không phải là người duy nhất trên thế giới này có vấn đề khi yêu đương. Ai cũng đã từng yêu sai người, sai cách và chịu đau khổ ít nhất một lần khi yêu. Ai cũng từng cho rằng yêu thương là một cái gì đó ngọt ngào và hạnh phúc lắm, nhưng cuối cùng nó chỉ kết thúc và để lại những nỗi đau đớn tột cùng. Con người chúng ta được sinh ra với vô vàn cảm xúc bên trong. Không thể nào cả một đời này chúng ta chỉ vui vẻ thôi mà chúng ta còn phải trải qua những cảm giác khác như là buồn bã, đau đớn, khổ tâm. Tình yêu cũng thế. Tình yêu xuất hiện do cảm xúc của con người tạo nên. Bởi thế mà tình yêu không thể nào chỉ có một màu hồng, mà phải tồn tại những khoảng đen, trắng và xám khác. Việc của chúng ta cần làm là học cách tiếp tục sống với nó mà thôi. Nếu bạn chỉ đang đọc quyển sách này chỉ để tham khảo, học hỏi và hiện chưa có người yêu, hãy thử quan sát bố mẹ của bạn nhé. Người mà bạn chọn làm người yêu trong tương lai nên là người có những tính cách, biểu hiện của bố mẹ khi thể hiện tình yêu dành cho nhau. Nếu bạn hiện đang có người yêu rồi,
Hãy cùng khám phá xem những kiến thức trong đây liệu có giống với thực tế không, và liệu chúng có giúp ích được gì cho bạn không nhé. Và nếu bạn đã yêu rồi mà lại yêu sai, hãy để bản thân được chậm lại, đọc quyển sách này và nghiền ngẫm một lần nữa xem vấn đề mà bạn đang mắc phải đang nằm ở đâu. Để biết được rằng đối phương đúng là nửa kia của mình, hãy quan sát và nhận xét những điểm tương đồng giữa người yêu bạn với cha mẹ bạn. Nếu bạn là nữ, hãy so sánh nét tương đồng giữa cha bạn và bạn trai bạn. Ngược lại, nếu bạn là nam, hãy so sánh nét tương đồng giữa mẹ bạn và bạn gái bạn. Tiếp đến, liệt kê những điểm tương đồng đấy. Người ấy chính xác là một nửa kia của bạn thì hơn 80% tính cách của người yêu bạn giống bố mẹ bạn đấy. Để học cách yêu, hãy so sánh và ghi ra điểm tương đồng trong cách yêu của bạn và cách cha mẹ bạn yêu thương người bạn đời của mình. Nếu bạn là nam, hãy ghi ra những hành động giống và khác nhau giữa bạn và cha bạn khi yêu thương nửa kia. Nếu bạn là nữ, thì cũng hãy ghi ra những điều bạn học được từ cách yêu đến tính cách từ người phụ nữ gần bạn nhất, để có thể được trở thành người phụ nữ được yêu thương như ngày hôm nay. Dù cho điều bạn sắp viết ra là tốt hay xấu, cũng hãy mạnh dạn viết ra nhé. Câu trả lời chính xác nhất sẽ xuất hiện. Việc yêu ai và làm gì khi đang yêu đều là vô thức. Cuốn sách này chỉ muốn nói đến tình yêu và tình dục. Để hiểu rõ hơn về vô thức, hãy xem những video dạy về nó ở trên mạng hoặc ta bàn về nó ở những cuốn sách khác. Cách nhanh nhất là tìm những video tại các trang mạng xã hội của Nhi Lê Life Coach để cập nhật cho mình kiến thức này nhanh nhất. Ta đặt vấn đề, giờ đây bạn đã biết việc bạn yêu ai là do cách bạn chọn từ vốn kiến thức cá nhân và ảnh hưởng của những mẫu người đàn ông và phụ nữ xung quanh bạn. Vậy cách giải quyết của bạn là gì? Đây có thể là một dòng thừa thải, nhưng xin thưa, cách giải quyết nhanh gọn nhất chính là tự học. Tự học để chỉnh sửa lại cái hệ thống niềm tin của bạn. Phần chú thích. Vô thức là một hệ thống niềm tin hay hình mẫu chuẩn mực được xây dựng dựa trên thói quen cũng như sự thoải mái, thân thuộc mà bạn không hề nhận thức được nó. Ví dụ, khi bạn mới tập đánh răng, bạn nhận thức được những việc cần làm là nặn kem đánh răng ra bằng chải, đưa bằng chải lên răng và đánh theo vòng tròn cho sạch. Bạn cứ làm vậy trong suốt 20 năm mà không còn phải ghi nhớ từng bước nữa. Giờ đây bạn có thể vừa đánh răng và vừa nghĩ đến chuyện sáng nay mình nên ăn gì, mấy giờ mình đi làm, ai đón con chiều nay. Và đó được gọi là hành động vô thức, làm nhưng không hề để tâm vào việc mình đang làm nữa. Vậy tình yêu là gì? Liệu tình yêu có phải là những gì bạn nhìn thấy trên màn ảnh? Liệu tình yêu có phải là cái lấy đi bao nhiêu nước mắt và mớ khăn giấy của bạn khi xem những bộ phim ủy mị ướt át? Nếu bạn nghĩ như thế, xóa bỏ chúng ra khỏi đầu ngay lập tức và mở lòng để đón nhận những kiến thức đúng sắp tới về tình yêu. Trên thế giới, các nhà khoa học và tâm lý học đã tìm ra được sự thật về tình yêu để giúp con người bớt đau khổ và u mê. Thật tiếc khi phải nói với bạn rằng những kiến thức về tình yêu mà bạn biết bấy lâu nay chỉ là một trong bốn loại tình yêu mà thôi. Và bốn loại tình yêu đó chính là: 1. Tình yêu có sự thân mật về thể xác, hay còn gọi là tình yêu lãng mạn, Eros, Romantic Love. 2. Tình yêu trong gia đình, hay còn gọi là tình yêu đồng cảm, Storge, Empty Love. 3. Tình yêu giữa bạn bè, hay còn gọi là tình yêu gắn kết, Philia, Friend Bond. Và cuối cùng là tình yêu nhân loại, hay còn gọi là tình yêu vô điều kiện, Agape, Unconditional God Love. Eros, tình yêu lãng mạn. Đa phần mọi người và kể cả bạn là lần đầu tiên biết được có tận nhiều hơn một loại tình yêu tồn tại. Tình yêu lãng mạn, loại tình yêu có sự hấp dẫn của thể xác dẫn đến tình dục, lại là tình yêu thấp nhất và lại nhanh kết thúc nhất, bởi đó là tình cảm bắt nguồn từ sự xuất hiện của hormone. Cuộc tình này kéo dài ngắn nhất là 9 tháng và dài nhất là 3 năm. Dù có trốn tránh hiện thực thế nào thì cũng phải chấp nhận, vì dữ liệu là con số không bao giờ nói dối. Và điều đó dẫn đến số lượng người chia tay, ly thân và thậm chí là ly hôn càng ngày càng tăng cao, bởi chính sự ngộ nhận từ tình yêu lãng mạn này thành tình yêu vĩnh cửu. Thậm chí những người đã có kiến thức nền tảng về tình yêu cũng rất dễ rơi vào cái bẫy này. Khi bạn thật sự rơi vào lưới tình xuất phát từ tình dục, nó làm cho bạn đạt được khoái lạc mà từ lâu nay bạn đã không bao giờ có hoặc là đã đánh mất. Từ đó bạn có thể quên đi hết những đau đớn, mệt mỏi từ thế giới xô bồ ngoài kia. Dần đà, bạn chìm đắm trong khoái lạc đó quá lâu khiến bạn lầm tưởng đó là tình yêu.
Vậy làm sao để có thể nhận biết được nửa kia ở bên bạn vì tình yêu đúng nghĩa hay chỉ vì tình dục? Hãy tự hỏi bản thân bạn rằng ngoài chuyện có thể hòa hợp trên giường thì đâu là những điều mà hai bạn thích làm cùng nhau? Nếu không có một điều nào thì mối quan hệ của bạn đang trong trạng thái báo động đỏ. Chẳng hạn như cả hai người đều có thích ăn chay hay không, hoặc là bạn thích ăn chay nhưng nửa kia lại thích ăn mặn. Bạn thích được ở nhà thư giãn nhưng nửa kia lại là người hướng ngoại và thích đi ra ngoài. Bạn thích đọc sách để nâng cao bản thân như cách bạn đang tìm hiểu về những kiến thức này, nhưng nửa kia thì ngược lại, một chút cũng không hề hứng thú. Những ví dụ trên là những lá cờ đỏ cho thấy hai bạn đang ở gần với nhau ngắn hạn chỉ vì tình dục, chứ không phải là muốn gắn bó lâu dài gì với nhau. Hãy tiếp tục sử dụng trực giác và tư duy bản thân để phân tích mối quan hệ của bạn. Đừng dựa dẫm vào mọi cảm xúc và sử dụng cảm xúc để lý luận cho hành vi của cả hai. Storge, tình yêu đồng cảm. Trong loại tình yêu này, bạn không nhất thiết phải là người cùng máu mủ hay ruột thịt với đối phương. Cũng giống như việc dù bạn là cháu ruột hay cháu nuôi, dù ông bà của bạn đã ngày một già yếu đi, da nhăn nhẻo, đôi mắt nhuộm những đường chân chim, thì bạn cũng không ngăn cản được bản thân, nhưng mà bạn vẫn muốn ôm hoặc là muốn hôn ông bà của mình. Hiểu với một cách khác, nó cũng có thể là tình yêu được phát triển từ tình yêu lãng mạn của hai người sau 3 năm kết thúc tình yêu tình dục. Giờ đây, họ lại gắn bó với nhau thành gia đình. Dù người Việt Nam mình gọi đó là thương, nhưng để nói cho đúng thì nó vẫn gọi là tình yêu. Đây là loại tình yêu mà dù người mà bạn thương yêu có đau ốm, bệnh tật hay là già nua, xấu xí thì bạn vẫn ở bên động viên, an ủi, chăm sóc. Đây là loại tình yêu mà đôi khi có xen lẫn chút ích kỷ vì thường họ coi đối phương là vật chiếm hữu. Chẳng hạn như những người mẹ, người cha thường sợ mất con, hay là con cái lo sợ mất cha mẹ nếu họ ly hôn. Hoặc có nhiều đứa cháu trở nên ganh tị khi ông bà mình yêu thương, cưng chiều ai đó hơn. Hay ngược lại, ông bà cưng cháu quá mức và muốn chăm cháu theo ý mình. Tình yêu thương gia đình là thứ vô cùng quan trọng giúp hai người trong cuộc giữ lại cuộc hôn nhân, nhất là khi hai người không còn hứng thú với thể xác của nhau nữa. Thế nhưng nó cũng có mặt trái là làm cho con người ta chết dần phần con bên trong, đặc biệt là khi họ không còn đủ kiến thức để hiểu được rằng bản năng đó bị lái bởi hormone nam và nữ của họ. Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều người vẫn ngoại tình mặc dù còn yêu thương vợ chồng mình rất nhiều. Khi đã được chạm đến kiến thức này, dù bạn đã trải qua những việc không hay như vậy rồi, thì giờ đây bạn có thể hiểu hơn về nguyên nhân tại sao xung quanh bạn có nhiều việc trớ trêu như vậy. Thông qua kiến thức này, bạn cũng không còn đánh giá người khác nữa. Quan trọng là bạn sẽ bắt đầu hiểu và yêu đúng cách hơn. Tình yêu thương gia đình cũng giúp cho chúng ta có động lực để đi lao động, kiếm tiền và chăm sóc cho những người thân. Nếu bạn hỏi những người xung quanh về lý do họ đi làm chăm chỉ mỗi ngày là gì thì chắc hẳn câu trả lời phần lớn là để cho tài chính gia đình, bản thân vững chãi và để có thể chăm lo đầy đủ cho gia đình. Người Việt Nam chúng ta có văn hóa gia đình rất cao nên điều này lại càng là động lực mạnh mẽ để chúng ta có lý do thức dậy mỗi sáng và chăm chỉ làm việc. Và tình yêu này là tình yêu tồn tại mãi mãi cho đến khi bạn chết đi. Miễn là người thân của bạn đã có những kỷ niệm hạnh phúc bên bạn thì những kỷ niệm đó vẫn còn tồn tại mãi trong tim họ. Philia, tình yêu gắn kết. Đây lại là tình yêu mà nhiều người không hề nghĩ nó có tồn tại. Đây là tình yêu giữa bạn và những người bạn thân thiết của mình. Họ là những người bạn cực kỳ thân và đôi khi bạn còn xem họ như là người thân trong gia đình. Họ còn là người chăm sóc, lo lắng nếu bạn xảy ra bất cứ chuyện gì. Họ còn giúp bạn giữ những bí mật thầm kín mà bạn không thể kể với gia đình của mình. Loại tình yêu này có thể được xây dựng dựa trên tình cảm của những cặp bạn, dù là nam nam hay nữ nữ. Với các chàng trai, tình yêu này mãnh liệt nhất khi họ cùng trên một chuyến tuyến và cùng đối mặt với giây phút sinh tử. Tương tự với các cô nàng cũng vậy, tình yêu này dần lớn mạnh khi cả hai người cần phải bảo vệ nhau khi một ai đó cố tình ăn hiếp đối phương. Tình yêu này rất hiếm khi được mấy ai nói thành lời vì chúng không được xã hội nhắc đến nhiều. Nhưng bây giờ bạn đã có thể bắt đầu dùng nó. Sau cuốn sách này, bạn đã hiểu được rằng bạn hay là bạn thân của bạn đều là những đối tượng nằm trong tình yêu thương chân chính mà các nhà tâm lý học đã giải thích. Tình yêu thương bạn bè này cũng giống như những nhóm tình cảm khác. Bạn cần thời gian để duy trì, chăm sóc và quan tâm đến những người bạn của mình.
Có những câu chuyện bạn không thể tâm sự hay chia sẻ với gia đình hay bạn đời thì đây là mối quan hệ tốt để bạn làm những điều đó. Có những chuyện bạn cần một người cùng chung hứng thú, có thể thoải mái để giải tỏa, tâm sự, cùng được lắng nghe và thấu hiểu. Đây cũng là một loại tình yêu thương đặc biệt thiêng liêng. Đến nỗi dù không hề gặp trong 5 năm xa cách, nhưng khi gặp lại thì vẫn như chưa hề có cuộc chia cách. Agape, tình yêu vô điều kiện. Đây cũng là một trong những tình yêu quan trọng trong đời bạn. Nếu bạn không có đạo giáo thì nó vẫn tồn tại ở đó theo mặt tâm linh. Bạn có tin rằng ông bà bạn qua đời nhưng vẫn theo dõi bạn. Bạn có tin vào vận may những lần được cứu trong những lần tai nạn xé mất mạng. Tình yêu này luôn luôn tồn tại trong bạn. Đa số nó được kích hoạt khi con người ta trải đời nhiều hơn và chấp nhận để khiêm tốn và biết ơn nhiều hơn đến vũ trụ. Tình yêu thương này là tình yêu thương đến tất cả mọi thứ. Cây cỏ, chim chóc, con người hay con vật, người phạm tội hay người bình thường, tất cả đều được yêu thương như nhau. Chủ đề này không phải là chủ đề được đào sâu trong cuốn sách này, vì chủ đề này đã được rất nhiều cuốn sách về đạo giáo dạy cho bạn. Nếu bạn thật sự hứng thú, hãy tìm đọc những cuốn sách liên quan đến tình yêu này. Cuốn sách này chỉ giúp cho bạn nhìn nhận rõ hơn về hai chữ tình yêu mà bao lâu nay bạn đã hiểu sai hoặc chưa hề được ai giới thiệu cho bạn. Lời kết. Bây giờ bạn đã hiểu đúng về khái niệm cơ bản của bốn loại tình yêu. Yêu đúng và hiểu đúng về tình yêu là những bước tiền đề nhỏ đầu tiên để cho bản thân bạn bước vào đời một cách tự tin hơn. Tình yêu gia đình hay là tình yêu đôi lứa, tình yêu đồng đội hay tình yêu với vũ trụ và nhân loại đều là những tình yêu đẹp mà bạn nên hiểu sâu xa hơn để bản thân không bị cuốn theo những kịch tính cảm xúc từ những lộn xộn xô bồ ngoài kia. Hãy đọc và hiểu từng câu từng chữ trong quyển sách này và thực hành. Rồi sự khác biệt sẽ xuất hiện ngay vào những lúc bạn không ngờ đến nhất. Đây là phần cuối của quyển sách.